Cô chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học của cô hôm nay. Cô có một câu đố nho nhỏ muốn đố các con. Cây gì thân cao, lá thưa răng lược, ai đem nước ngọt đựng đầy quả xanh? Các con hãy suy nghĩ và đoán xem đây là cây gì nào. À đúng rồi các con ạ, à, đó chính là cây dừa. Các con cùng theo dõi lên màn hình. Đây chính là hình ảnh cây dừa. Cây dừa là một loài gắn bó mật thiết với cuộc sống của đồng bào miền Trung, miền Nam nước ta. Bài tập đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài thơ Cây dừa của nhà thơ thiếu nhi Trần Đăng Khoa. Đây là hình ảnh nhà thơ lúc còn nhỏ. Còn đây là hình ảnh nhà thơ hiện tại. Nhà thơ Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông nổi tiếng là thần đồng thơ. Lên 8 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo. Bài thơ Cây Dừa là một trong những bài thơ hay, độc đáo, được in trong tập Góc Sân Vào Khoảng Trời. Bài tập đọc hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc bài thơ và tìm hiểu về nội dung của bài thơ này các con nhé. Các con mở sách giáo khoa trang 88 hoặc theo dõi nét màn hình lắng nghe cô đọc bài. Trong lúc cô đọc, các con sẽ cùng đọc thầm theo cô và các con sẽ dùng bút chì để tìm xem trong bài có những tiếng hoặc từ nào mà các con cảm thấy khó đọc. Các con chú ý lắng nghe cô đọc bài. Tập đọc: cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng, thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao, đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa trước lượp chảy vào mây xanh, ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa, tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo, trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra, đứng canh trời đất bao la, mà dừa đùng đỉnh như là đứng chơi. Trần Đăng Khoa. À, cô thấy trong bài có một số tiếng từ mà khi đọc cô thường thấy các con đọc hay sai. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc lại những tiếng từ này để giúp các con đọc bài được tốt hơn. Rồi, ở tiếng tỏa, các con chú ý cách phát âm ở vần oa. Tỏa. Từ tiếp theo đó là từ bạc phách. Các con chú ý phát âm ở vần ếch trong tiếng phách. Các bạn cùng đọc theo cô. Bạc phách. Từ tiếp theo là từ nước lành. Các con chú ý phát âm ở âm L trong tiếng lành. Nước lành. Từ tiếp theo là từ quanh cổ. Các con chú ý phát âm ở vần anh trong tiếng quanh. Quanh cổ. Từ tiếp theo đó là từ rì rào. Các con chú ý cách phát âm ở âm R. Rì rào. Từ tiếp theo đó là từ đủng đỉnh. Các con chú ý phát âm ở vần ing trong tiếng đỉnh. Đủng đỉnh. Như vậy là các con vừa được cô hướng dẫn luyện đọc các từ khó trong bài rồi và cô hy vọng là các con sẽ đọc bài được tốt hơn. Các con mở sách giáo khoa trang 89 đọc phần chú giải và cùng kết hợp lên màn hình nghe cô giải nghĩa một số từ mới có trong bài. Tỏa tức là từ một điểm chia ra các phía. Các con nhìn đây, trên đây là ngọn cỏ dừa, ngọn cây dừa và các lá dừa được chia ra các phía. Tàu hay còn gọi là lá, có nghĩa là lá to, có cuốn dài và các con theo dõi lên màn hình, đây chính là tàu dừa. Canh nghĩa là trông giữ, bảo vệ. Đây là hình ảnh chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển đảo Trường Sa, bảo vệ Tổ quốc. Là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn đối với các chú bộ đội thì mỗi chúng ta cần phải ra sức học tập, tập chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô, cha mẹ, ông bà, các con nhớ chưa nào? Tiếp theo chúng ta chuyển sang luyện đọc đoạn. Trong bài thơ này cô chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 gồm 4 dòng thơ đầu. Đoạn số 2 gồm 4 dòng thơ tiếp theo. Và đoạn số 3 là 6 dòng thơ còn lại.
Trước khi luyện đọc đoạn, các con chú ý bài thơ cây dừa được viết theo thể thơ lục bát, tức là cứ có một câu 6 thì sẽ có một câu 8. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con cách ngắt giọng ở các câu thơ khó ngắt. Các con cùng theo dõi lên màn hình, nghe cô hướng dẫn cách cắt nghỉ hơi. Cô sẽ dùng một nét gạch xiên để chúng ta ngắt hơi và nét hai gạch xiên để chúng ta nghỉ hơi. Ngoài ra các con cần nhấn giọng ở các từ tỏa, giang tay, gật đầu, bạc phách, đàn lợn con. Các con lắng nghe cô đọc lại đoạn này. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đoạn số 2 cũng tương tự như vậy. Và ngoài ra các con cần nhấn giọng ở những từ hoa nở, trải vào mây xanh, bao hũ rượu. Các con lắng nghe cô đọc lại. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau luyện đọc các câu thơ khó ngắt trong bài. Và cô hy vọng rằng sau khi được luyện đọc các câu thơ khó ngắt rồi, các con sẽ đọc bài được tốt hơn. Và để hiểu được nội dung của bài thơ hôm nay nói nên điều gì, sau đây cô và các con sẽ cùng chuyển qua phần tìm hiểu bài. Cô có 3 câu hỏi. Câu hỏi số 1. Các bộ phận của cây dừa, lá, ngọn, thân, quả được so sánh với những gì? Câu hỏi số 2. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên, gió, trăng, mây, nắng, đàn cò như thế nào? 3. Em thích nhất câu thơ nào trong bài? Vì sao? Các con cùng đọc to 3 câu hỏi và suy nghĩ trả lời cho cô trong thời gian là 3 phút. Thời gian cho các con suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thời gian đã hết, sau đây cô sẽ hướng dẫn các con trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi 1. Các bộ phận của cây dừa, lá, ngọn, thân, quả được so sánh với những gì? Chúng ta thấy lá dừa được so sánh giống như bàn tay của con người, như chiếc lược trải vào mây xanh. Ngọn dừa được so sánh giống như cái đầu người biết gật đầu để gọi trăng. Thân dừa được so sánh giống như mặc một tấm áo bạc phách đứng canh trời đất. Còn quả dừa được so sánh giống như đàn lợn con, như những hũ rượu. Câu hỏi 2. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên, gió, trăng, mây, nắng, đàn cò như thế nào? Với gió, giang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa reo. Với trăng, gật đầu gọi trăng. Với mây, là chiếc lược trải vào mây xanh. Với nắng, làm dịu nắng trưa hè oi bức. Với đàn cò, hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Từ đánh nhịp ở đây có nghĩa là cánh của con cò đang bay nhịp nhàng. Các con cùng theo dõi lên màn hình và chú ý vào cánh của con cò. Câu hỏi số 3. Trong bài thơ con thích nhất câu thơ nào? Vì sao? Ở câu hỏi này cô sẽ cho các con trả lời theo ý hiểu của mình. Các con ạ, tác giả đã dùng những hình ảnh của con người để tả cây dừa. Điều này cho thấy cây dừa rất gắn bó với con người và con người cũng rất yêu quý cây dừa. Và đây cũng chính là nội dung của bài thơ hôm nay. Các con sẽ cùng đọc to cho cô phần nội dung của bài. Cây dừa giống như con người biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên. Vừa rồi các con đã đi tìm hiểu nội dung của bài thơ và cô tin chắc rằng sau khi hiểu được nội dung của bài rồi sẽ giúp các con đọc được bài thơ này diễn cảm hơn và hay hơn. Và đọc thuộc được bài thơ này nhanh hơn đấy. Các con sẽ cùng đọc to lại bài thơ một lần nhé. Sau đây cô sẽ dùng hình ảnh để
che bớt đi một số tiếng từ. Và sau khi cô đã che rồi thì các con sẽ đọc lại bài thơ này cho cô. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn nợ con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chảy vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trở trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. Tiếp theo cô đã làm mất đi một số từ. Sau đây các con sẽ giúp cô khôi phục lại những câu thơ này nhé. Tập đọc: cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. Trần Đăng Khoa. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau đi học thuộc bài thơ rồi. Vậy thì theo các con, cây dừa có những lợi ích gì? Các con hãy thử suy nghĩ và trả lời xem những lợi ích mà cây dừa mang lại cho con người nhé. Cây dừa mang lại rất là nhiều lợi ích cho con người đấy các con ạ. Nước dừa có thể làm nước giải khát, vừa ngọt, mát, lại vừa có nhiều chất dinh dưỡng. Cùi dừa có thể làm nhân bánh, kẹo, chè. Lá dừa dùng để làm mũ, gói bánh, lợp nhà. Thân dừa và xơ dừa cũng mang lại rất là nhiều lợi ích, như là làm phân bón hữu cơ, làm đất chất dinh dưỡng để trồng cây. Ngoài ra còn là một số đồ dùng khác như làm gáo, làm môi, đũa. Chúng ta cùng nhìn một số hình ảnh về lợi ích của thân dừa và xơ dừa. Cây dừa đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho con người, đúng không các con? Và cây dừa được trồng nhiều nơi trên đất nước ta. Để rừng cây dừa thêm xanh tốt, chúng ta cần phải làm gì nào? Chúng ta cần phải biết trồng cây, gây rừng, cần chăm sóc và bảo vệ những rừng dừa để chúng ngày càng phát triển, mang lại nguồn lợi kinh tế cho nước ta. Các con nhớ chưa nào? Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các con về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị cho cô bài sau. Các con đọc trước cho cô bài tập đọc những quả đào. Cuối cùng, chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Chào tạm biệt các con.